Hey, Sam à, hôm nay tôi rủ bà đến đây, bà hãy nhìn xung quanh đây đi. Có hoa nè, có cảnh nè, nhìn rất là phong cảnh hữu tình. Trời ơi, thật là đẹp quá đi. À, mà Sam à, tôi hỏi bà cái này nha. Bà thấy tôi có đẹp trai không? Tôi nghĩ rằng chắc tôi đẹp trai lắm đúng không? Trời ơi, ông hỏi gì kỳ cục vậy? Tất nhiên là không. Các bạn ơi, Sammy không thấy mình đẹp trai bạn ơi. Ủa bà thấy tôi không đẹp trai vậy bà chịu làm bạn gái tôi làm gì ạ? Hả? Tại vì tôi thấy ông vẫn lợn, vẫn thấy cute, tôi yêu ông á. Yeah. Trời ơi bạn ơi, trời ơi mấy bạn ơi, hóa ra từ trước tới giờ Sammy thích mình bởi vì Sammy bảo rằng là nhìn cái mặt mình giống một con heo, giống một con lợn, cho nên là Sammy thấy thích mình. Heo cute. Cái gì mà heo cute? Ủa mấy bạn ơi, bộ nhìn mặt mình giống lợn đó hả? Khỏi đi, mình là con, mình là cá heo chứ không phải là heo đâu mà kêu mình giống heo, trời ơi trời. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình nè, và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video Mini World mới trên kênh YouTube của mình cùng với Sammy. Ta-da. Yeah. Ok anh em ơi, hôm nay nè mình đã quay trở lại làm thêm một video Mini World mới cho anh em xem ở đây. Thì các bạn xem nha. Hiện tại là mình và Sammy đang ở trong một con map bắt cua có tên là map bắt cua cầu vòng các bạn ơi, cực kỳ đáng yêu luôn nha. Mình sẽ để cái ID map ở phía trên cho các bạn nè. Bạn nào mà muốn tải map như vậy thì có thể tải nha. Ok, thì hôm nay nè mình sẽ cùng với Sammy, bọn mình sẽ cùng nhau thực hiện một cái thử thách mà một bạn fan đã đặt ra cho mình. Các bạn biết thử thách đó chính là gì không? Chính là thử thách trả lời câu hỏi đó. Thật ra thì cái thử thách này mình đã làm rất là lâu rồi nhưng mà bây giờ mình sẽ làm lại nha các bạn. Thì cái thử thách này cũng khá là đơn giản thôi bạn ơi, các bạn biết là sao không? Có nghĩa là mình sẽ cùng với Sammy, bọn mình sẽ cùng nhau gọi là vào trong game Mini World và bọn mình sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi của những bạn fan đã bình luận ở bên dưới phần bình luận nha. Bạn nào mà muốn bọn mình gọi là trả lời câu hỏi của bạn á thì bạn đừng quên là hãy sạc hashtag Mini World sẽ đặt câu hỏi của bạn ở để cho mình biết nha. Hoặc là những bạn nào mà thích mình á thì hãy là sạc hashtag Phong Cận TV. Còn bạn nào thích Sammy thì hãy nhớ là sạc hashtag Sammy nhé bạn. Đó, ok thôi. Rồi thì không nói nhiều nữa và bây giờ chúng ta bắt đầu vào video thôi nào mấy bạn ơi. À mà quên nữa nha, bạn nào đang xem video á mà thấy nó có hiện lên quảng cáo á thì bạn nhớ là hãy xem hết quảng cáo nè, hoặc là bấm vào trong quảng cáo để giúp cho mình có thêm tiền để mình nuôi bé Cam nha bạn. Chứ dạo này bé Cam nó ăn nhiều quá, mình không có tiền mình nuôi nó mấy bạn ơi. Chứ bạn nhớ là hãy bấm vào quảng cáo để ủng hộ để mình nuôi bé Cam nha bạn. Đó, ok. Rồi vào video thôi nào. Nẹt bu. Rồi ok nè, bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là bắt cua trả lời câu hỏi nha bạn. Ok. Thì câu hỏi đầu tiên chính là giữa Phong Cận và bé Cam, Sammy thương ai hơn? Cái đậu phộng, tại sao ông lại hỏi là giữa Phong Cận và bé Cam? Ủa, tính ra là mấy bạn so sánh mình với một con mèo luôn hả trời? Trời ơi trời, kỳ vậy, tôi là con người mà, tại sao lại so sánh tôi với lại con mèo Cam? Trời ơi trời, thôi kệ, hỏi luôn đi. Sam ơi, giữa Phong và bé Cam, Sam thương ai hơn? Hả? Sam trả lời đi. Sam thương Cam hơn hay là Sam thương Phong hơn? Trả lời đi. Trả lời sao nhờ? Bây giờ trả lời Cam á, nếu là giận dỗi. Mà trả lời Phong á, thế nào cũng bảo là tôi không thương Cam đúng không? Ông lương lẹo lắm á. Tôi sao lắm vậy luôn. Giờ tôi không biết, bà phải trả lời đi. Giữa tôi và Cam bà thương ai hơn? Bà mà nói là Cam là tôi nghĩ chơi bà luôn á. Trời ơi. Rồi, bà là bạn gái tôi chứ đâu phải là bạn gái của Cam đâu. Cái gì? Thương ai hơn? Thương Phong hơn nè. Thương Phong hơn hả? Ok. Mấy bạn ơi, bạn thấy chưa? Sammy bảo là Sammy thương mình hơn Cam nha. Đó, thấy không? Dù gì mình cũng là bạn trai của Sam mà, cho nên là Sam phải thương mình hơn rồi. Trời ơi. Ủa mà khoan, lần sau mấy bạn đừng có so sánh mình chung với con Cam đó nha. Sao cứ so sánh mình với con Cam vậy ta? Cam nó là con mèo mà, còn mình là con người mà, tại sao lại so sánh mình với con mèo ta? Ok, rồi tiếp nha. Câu hỏi tiếp theo, điều mà Sam ghét nhất ở Phong là gì? Điều Sam ghét nhất ở Phong là gì? Hả? Một điều duy nhất và một điều duy nhất thôi. Đó chính là gì? Ăn nhiều quá. Trời ơi mấy bạn ơi, trời bà này bà quá đáng lắm luôn nha. Tính ra tôi ăn á, thì tôi ăn là cũng bởi vì tôi đói bụng quá thì tôi ăn thôi, chứ có gì đâu mà bà cũng nói là bà ghét hả? Ông ăn bình thường tôi nói gì đâu, ông ăn kiểu theo kiểu 10 phần người ta ăn phần, ông ăn 10 phần của người ta thì có ăn hồi hết đồ ăn của tôi luôn á. Trời, thì đó. tôi là cá heo mà thì tôi phải ăn như heo chứ. Đúng không? Mấy bạn công nhận không? Mình là cá heo, đã có từ heo trong đó thì mình phải ăn nhiều như heo chứ còn đòi gì nữa. Hợp lý á. Ok bạn ơi, tiếp nha. Câu hỏi tiếp theo, Điều mà Sammy thích nhất ở Phong Cận là gì? Ôi câu này hay nè. Nãy là có điều ghét rồi, bây giờ tới lượt là điều thích nè. Sammy thích Phong ở chỗ nào? Khó ghê hen, cái này hơi khó. Gì? Tại sao lại khó? Tính ra là Sam thích Phong là tất nhiên là Sam thích Phong là ở vẽ là Phong đẹp trai chứ gì, đúng không? Trời ơi, Phong biết mà. Bởi vì Phong đẹp trai cho nên Sam mới thích Phong, đúng không? Đúng không Sam? Đúng không? Đúng rồi. Còn gì nữa nói. Còn gì nữa? Tại vì điều thích của tôi với ông là nhiều lắm mà kệ ông hết. Trời đó. Thì kể một hai điều thôi, À, Phong rất là quan tâm tôi khi tôi bị bệnh. Đó, điều tôi là thích. Đó, mỗi lần mà Sammy bị bệnh á là Phong lúc nào cũng nấu cháo nè, mua thuốc cho Sam uống á, mấy bạn thấy Phong đó, thấy Phong quan tâm không? Nấu cháo cho tôi ăn xong nha, tôi ăn được muộn lông ăn hết tô luôn á. Đó, thương dễ sợ chưa? Ủa thì tôi nấu cháo cho Sam ăn rồi, tôi phải ăn ké chứ. Trời ơi, cháo tôi nấu ngon quá mà. Tôi nấu ngon quá mà. Ok. Rồi tiếp nè. Rồi, câu hỏi tiếp theo nè. Cái gì đây? Nếu anh Phong mập 100 kg thì Sam có yêu Phong không? Trời ơi, sao ông nào cũng hỏi tôi gì mà liên quan mà ăn nhiều rồi mập như heo rồi tùm lum la vậy. Thôi, một câu hỏi cũng khá là hay. Sam hãy trả lời đi. Nếu như Phong mập 100 kg thì Sam còn yêu Phong không? Thì tôi sẽ cùng ăn 100 kg để dùng như ông luôn. Là sao? Là có nghĩa là nếu như mà Phong mập 100 kg thì Sam sẽ ăn nhiều để Sam mập 100 kg giống Phong luôn hả? Để ông không bị tủi thân gì không? Đó, hiểu không? Đây tôi yêu ông, ok không? Wow, đó. Nghe cũng một câu trả lời cũng hay ghê ha. Hay hợp lý. Đi á. Nghe đậm chất thành người không mà tôi nói xạo á. Chạy. Trời, ok, tôi hiểu luôn. Vậy có nghĩa là nếu như mà tôi mập như heo, tôi mập 100 kg thì Sam sẽ không còn thích tôi nữa, đúng không? Không, tôi biết vẫn thương, mà, thương 3.000 rồi không? Vẫn thương. Ok, đó. Vẫn thương đúng không? Ok, vậy còn chấp nhận được. Ok, rồi, câu hỏi tiếp theo nè. Hãy cho em biết chiều cao của Phong và Sam. Ui, chiều cao của Phong và Sam hả? Ok, rồi cái này Sam trả lời trước đi. Sam cao bao nhiêu? Tôi cao 1m62. Đó, còn ông Phong Cận thì đang lúc trước mà Sam biết là ông Phong cao 1m8. Nhưng mà bây giờ ông Phong đã phát triển rồi mọi người. Chắc là cao cỡ 1m82 hoặc 1m83. Thật sự ông Phong rất là cao mọi người ạ. Thật sự luôn. Đó, đúng rồi. Sam đã trả lời dùm cho mình luôn rồi các bạn ơi. Sammy á, thì Sammy cao 1m mấy quên rồi. Quên nãy sao nói 1m mấy? 1m62. 1m62. 1m62 hả? Ok. Sam thì là cao 1m62 nha. Ủa có nói quá bây giờ tôi thấy bà giống 1m52. Có 62 nào? Tôi biết 62 thật mà. 1m62 hả? Ok. Sammy thì cao 1m62 nè. Còn Phong thì Phong cao 1m82 các bạn ơi. Bạn thấy ghê không? Mấy bạn thấy ghê không? Ghê, Sammy là cái đồ gọi là người ta hay gọi là nắm lùng á, bạn biết không? Mấy cái đứa mà lùng người ta sẽ gọi là nắm lùng. Ok. Ủa, người ta lùng, người ta cute, đâu ai như mấy người cao như cái xào á. Đó. Ủa thì tôi có nói gì đâu. Thì nói chung là con trai thì người ta rất là thích con gái lùng các bạn ơi. Mấy bạn nữ lùng nhìn cũng dễ thương mà, đúng không? Bởi vậy cho nên là mình cũng thích mấy bạn nữ lùm đó, cho nên là bởi vậy cho mình mới thích Sammy á, chứ Sammy mà cao hơn mình là mình đâu thích đâu. Vậy bảo tôi cao là ông không ghét tôi hả? Không, giỡn thôi. Không phải là ghét mà là nếu như mà Sam cao hơn tôi á thì tôi sẽ cảm thấy tủi thân và tôi sẽ không thể nào mà gọi tự tin khi đứng ở trước mặt Sam, hiểu không? Hợp lý rồi. Tôi phải cao hơn, đáng lẽ là bạn trai phải cao hơn bạn gái thì mới đúng chứ, đúng không? Ok rồi. Tiếp nào. Câu hỏi cuối cùng nha bạn. Đó, từ nãy giờ mình cũng đã đọc rất là nhiều những câu hỏi của những cái bạn mà đã được mình chọn ra rồi. Ok, thì câu hỏi cuối cùng của một bạn này, bạn đó đang hỏi mình. Câu hỏi này hơi bị căng nha Sam nha. Sam sẵn sàng chưa? Để tôi chuẩn bị nha. Rồi, sao? Ok, câu hỏi tiếp theo chính là câu hỏi nếu bé Cam và anh Phong bị chết đuối thì Sam sẽ cứu ai? Trời ơi, câu hỏi này nghe hấp dẫn nha, hấp dẫn. Hả? Quá ta. Căng không? Rồi. Sam sẽ cứu ai? Ông Phong là cá heo cũng biết bơi mà mèo cũng biết bơi sao ta? Ok, bạn này hỏi nè, là nếu như mà Phong với lại Cam mà bị té xuống một cái hồ nước thì Sam mà cả hai người đều không biết bơi thì Sam sẽ cứu ai? Sam trả lời đi, Sam sẽ cứu ai? Tôi sẽ xuống cứu ông, xong rồi tôi xuống cứu bé Cam. Đó, thông minh chưa? Ủa kệ ta, đáng lẽ là chỉ được cứu một người thôi chứ ai cho cứu hai người? Ủa trời ơi, ông nghĩ sao vậy? Con mèo chút ép là tè tôi có thể xuống cứu một lần hai người luôn á. Trời, con mèo nó nhỏ xíu mà nó phải to như ông đâu. Trời ơi là trời. Vậy là ý là Sam bảo rằng là Sam sẽ cứu một lần hai người luôn đúng không? Đúng rồi, con mèo chút ép à. Ok, thì cũng hợp lý. Ok, Nói chung á mấy bạn ơi, mấy bạn đặt những cái câu hỏi như là cái câu hỏi mà ví dụ mà té xuống hồ bơi cứu ai á, thì mấy câu hỏi này nó hơi khó trả lời các bạn ơi. Nghe y hệt như câu hỏi gọi là nếu như mẹ của bạn và bạn gái của bạn bị ngã xuống hồ bơi thì bạn sẽ cứu ai. Nghe mấy câu hỏi vậy nghe nó hơi khó trả lời các bạn ơi. Mà trả lời câu hỏi trả lời cứu người nào cũng bị gọi là dính hết, cho nên là thôi. Cho nên là mấy bạn đặt câu hỏi, bạn đặt những câu hỏi dễ dễ thôi. Chứ đặt mấy câu hỏi khó như hồi nãy á là bọn mình không biết trả lời sao đâu. Ôi, tôi biết trả lời được mà hả chưa? Tôi ghê mà. Ủa, người ta chỉ được cứu một người thôi, còn này Sam đòi cứu hai người luôn rồi, cái đó là phạm luật rồi. Hiểu không? Nhưng mà tôi hợp lý, tôi theo tôi hợp lý mà. Tôi to okay. Hơn mà. Tôi to hơn Cam xong tôi ẩm con Cam xong bà ẩm tôi vô bờ luôn rồi. Tôi biết tôi ẩm được ông nữa, ông to. Ok, rồi. Ok bạn ơi, thì vừa rồi mình đã cùng với Sammy, bọn mình đã trả lời hết được những câu hỏi mà những bạn fan đã đặt ra cho mình. Đó, thì những bạn nào mà muốn bọn mình gọi là trả lời câu hỏi của mấy bạn á, thì bạn đừng quên là hãy sạc hashtag Mini World, sau đó đặt lại câu hỏi của các bạn ở bên dưới, là các bạn muốn hỏi mình gì các bạn hãy hỏi bên dưới nha. Sau đó thì các bạn yêu thích mình thì các bạn hãy sạc hashtag Phong Cận TV. Còn nếu các bạn yêu thích Sammy thì hãy sạc hashtag Sammy. Còn nếu mà các bạn yêu quý cả hai người thì các bạn nhớ là hãy sạc hashtag cả hai người luôn nha. Ok, rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều khi đã xem video này. Các bạn nhớ hãy bấm vào quảng cáo để giúp cho mình có tiền để nuôi Bé Cam nha anh em. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Đừng quên là hãy nhấn vào nút subscribe, nút share, nút like để ủng hộ cho mình cùng với các thành viên của Hero Team nha mọi người. Bye bye, yêu anh em phải nói. Tạm biệt. Ông ơi, ông muốn bay không? Ông muốn bay không? Bay hả? Bay hả? Ai? Mà làm gì? No.